himself. À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Mình là Totan Rat Nguyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái chiến dịch của đế quốc Tây La Mã. Thực ra cái chiến dịch này nếu để muốn kết thúc nhanh thì mình có thể dùng giải pháp chính trị để mình giải quyết nó nhanh thôi. Nhưng mà vì mình muốn có một cái sự gì đó, thế nào nhỉ? Nói thế nào nhỉ? À, muốn trải nghiệm tất cả các cái quân đoàn hạm đội của đối phương để xem sức mạnh của chúng nó đến đâu, nên là mình đã quyết định đánh một trận nó tương đối một xíu. Bây giờ mình sẽ hủy bớt cái hạm đội này đi, để lại một à, để à... tinh giản bớt cái hạm đội. Mình muốn kiểm tra xem là khả năng của chiến đấu của tất cả các đơn vị quân của mình nó mạnh cỡ nào. Bởi vì à, mình có phát triển quân đội quá nhiều rồi. Bây giờ thì à, đông quá, mình thấy không cần thiết nữa rồi. Là mình sẽ bỏ bớt nó đi và thay vào các cái đơn vị. Giải quyết bớt quân thì giảm bớt cái upkeep. Cái upkeep của mình cao quá. À, đồng thời mình sẽ khôi phục lại lãnh thổ. Ví dụ như một vài vùng lãnh thổ, vùng này mình vừa kiểm soát được. Tuy nó bị âm nhưng mà mình chắc mình thu được tiền đấy, 91. Còn vài vùng nữa, vùng này âm 170 thôi thực. Cao thế nhỉ? Bỏ này đi ạ. Tốn nhiều lương thực quá. Dacia xây cái ruộng ấy. Nói trước thì lãnh thổ mình thì nó rộng rãi, thoải mái. Mình âm tiền như kia nhưng mà thực ra cái lượng tiền dự trữ của mình cũng rất là nhiều. Mình cũng không sợ lắm. Đây là mình có thể xây dựng thoải mái lên. Không lo gì, cái vùng này nó chỉ bẩn thỉu thôi. Nó không trừ vệ sinh dễ gì cả, nó chỉ trừ mỗi bẩn thỉu. À, nó không trừ public. Trong khi đó thì mình lại có thể mua rất nhiều quân đoàn, thậm chí mua thêm được một quân đoàn nữa. Nhưng mà quân đoàn mình có lẽ bây giờ là như này là quá nhiều, mình không cần nữa. Ở tập trước thì mình đã bắt đầu cho quân đội của mình di chuyển lên. Sẽ có hai quân đoàn tiến lên đây và xử lý thằng Suebi. Đừng có nghĩ là chúng nó nhiều quân như này mà mình phải sợ. Mình có các hạm đội đây rồi. Có 3 hạm đội đây. Thằng Sứ Gông thì khả năng là nó sẽ có hai quân đoàn đây thì nó sẽ đánh vào thành của thằng Jupe, thằng Suebi ở đây. Mình cũng mong là nó chiếm lại cái tỉnh đấy, nó kiểm soát toàn bộ tỉnh này luôn. Bởi vì nó thực tế là nó đã kiểm soát được hai tỉnh rồi, hai thành rồi. Ở đây thì mình còn các quân đoàn đóng ở đây rất nhiều. Và hoàn toàn mình có khả năng ở đây. Mình sẽ bảo vệ các cái vùng này không phải là quá khó. Mình sẽ nâng cấp cái này lên nữa. Thằng quân ly khai La Mã này thì nó thích làm loạn, thì khả năng mình sẽ cho cái thằng Long Bè tấn công cho anh. Chiếm vùng này đi cho anh. Đất của mày đang hẹp, chiếm đi. Himya sẽ vẻ về nhì. Chúng ta đã kiểm soát được vùng này rồi, nên là mình sẽ kiểm soát nốt cái vùng bên cạnh của đất của thằng Himya. Đây, quân đoàn này của mình tập trước đã... Mình đã vây tiếp một cái thành của thằng Đông La Mã bên này rồi, thì có lẽ là mình sẽ... Giờ này mình không cần chiếm, mình sẽ hủy luôn. Cuộc chiến giữa những người anh em. Mình rất thích điều này ấy, bởi vì nó... À đây rồi, quân nó mạnh lắm mà nó có đội cung thủ, phương ngát thành. Đúng ra mình lên vây thành để có thể leo tường nhỉ? À, giả sợ kỵ. Mấy đội cung thủ cái của nó là chất đấy.
Mình rất thích tuyển mấy thằng cung thủ của phương Đông này, nó bắn chuẩn kinh khủng mà nhanh lắm. Cung thủ phương Đông bắn rất nhanh. Cung thủ của Slaver thì bắn độc. Ai rồi bây giờ mới được đánh một trận đánh mà công thành, mà nó là thành kiểu La Mã này. Từ đâu đến giờ chưa được đánh trận nào. Giờ mới được đánh một thành. Ui, thành của nó đẹp vãi chưởng này, còn tiến vào trong này nữa, đại điện của nó đây. Được đấy, mãi mới đánh trận đó. Mình rất muốn kiểm soát Constantinople mà mình chưa làm được, chưa có cơ hội. Bây giờ thì có cơ hội rồi. Mấy thằng vợ chuyến này chuẩn bị đón nhận. Thằng Suy Bi láo thật, nếu mà một mình nói dám chống lại mình trong khi cả phương Đông nó, đây là cuộc chiến giữa phương Đông và phương Tây. Cuộc chiến giữa liên minh phương Đông và phương Tây, trừ thằng phá cái này cho anh đã, cứ phá cái tường thành nữa. Bắn đạn lửa ấy, bắn đạn nổ thì nó không phá được nhiều lắm. Phá được hai cái này cho bọn. Ôi, đây nó có cả xe bắn đá này. Môi may quá, mỗi bên đấy có. Phần trăm à, cũng tốt đấy. Mà phải phá được cái này không là nó cẩu chết mình. Tháp canh này thì bắn tới không nhỉ? Đây, nhiều tháp canh lắm. Sáu mươi phần trăm phát nữa. Rồi. Cái này. Pháo bắn khá tốt cho anh nhé. Không, chúng mày mà bắn không tốt anh không khó để leo thừa tưởng. A fire rages through the enemy settlement. Còn 3 phát nữa. Vẫn bắn còn cơ số đạn nhiều phết mà. Tốt, 60%. Tường nó cháy, thành nó cháy, bắt đầu cháy rồi. Trận chiến giữa hai người anh em. Mình vẫn muốn kiểm soát Constantinople mà chưa bao giờ có cơ hội. Bây giờ thì mới có cơ hội. Hàng 80, một phát nữa. Nhà của nó cháy hết rồi. Rồi, vỡ luôn tường. Bắn vào đây. Không phá được càng nguy hiểm lắm. 40%. Cố gắng lên. Rồi. The walls are destroyed. The defenses are no more. Thủng một lỗ ở đây à? Khi cần có thể cho kỵ binh lùa ở chỗ này. Pháo của mình có vẻ bắn càng về sau càng chuẩn hơn nhỉ. Phát nữa.
Rồi tốt, sập luôn. Đây, còn trò canh này nữa. Thôi chỉ cần mày bắn sập lốt được cái trò canh này cho anh này, là anh coi như cho mày hoàn thành được. Rồi. Rồi. Bắn đi cu. Trò canh đấy là đục thêm một khúc tường này sao? Phần trăm. Nếu không mình cho quân lên là bị tên nó bắn nó chết nhiều lắm. Tên thì tháp canh nó bắn đau hơn rất nhiều bọn cung thủ. Tên thì tháp canh thì Testudo không đỡ được. Sáu mươi phần trăm. Đừng có xịt nữa nhé. Tám mươi rồi một phát nữa. Vỡ được luôn khúc tường thành chỗ đấy thì càng tốt. Rồi, bắn ra cho anh. The enemy tower is no more than wreckage now. Rồi, sập luôn, tuyệt. Tốt rồi đấy, tiến lên. Testudo. One of our units can no longer fire. Testudo. Rồi, tiếp khúc tường nữa vỡ. Testudo, tiến lên. Rồi. Mày cứ cho cung thủ đứng đằng kia. Ôi. Lần này đánh nhau hai đội quân mạnh ngang nhau này hơi vất đấy. Quân của chúng nó giáp cũng dày như quân mình. Đạn phá giáp này. Nó có mấy đội xạ kỵ? Phá được ba cổng mà có lẽ mình sẽ tiến vào thứ hai cổng thôi. Tiến lên đây. Tầm bắn của cung thủ nó là chết đấy. Hai thằng mạnh như nhau thì không thể coi thường nhau được. Mình toàn là lính đầy 3 thôi mà. Đây của mình chỉ là lính các đơn vị lính đầy 3. Và lính Spear là lính đầy đầu, lực nâng cấp lên. Chỗ này không thiếu quân nó nhỉ? Cục tên này có giáp à? Mình xem là nó xây thành ở đây. Nó có dựng cái tường rào đâu nhỉ? Đi thẳng chính điện này vào, ủa cháy hết khu dân cư. Ai là bắt đầu ăn tên rồi. Đến vào đây mà. Nó con này đi đâu ấy? Thank you.
Ủa? On duty, señores. Orders. Mình sợ. Cho chúng nó bắn đi. Oh God in heaven. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm mồi cho cung tên nó bắn. Có thể sẽ hy sinh một vài đồng chí, đáng kể. Loại bỏ bớt cung tên nó. Rồi không sao đâu, nó bắn cầu vồng thì càng đam của nó càng giảm. Rất mấy càng xạ kỹ. Chúng ta có hai lực lượng mạnh ngang nhau, không thể bắt lạt nó như bắt lạt mấy thằng dợ được. Elite Palatina. Cũng phải tiến hơi chắc chéo một tí, có thể nó sẽ bắn ở góc này sang. Mình e là như vậy. Đây rồi, cung tên kiếm sĩ của nó. Sợ lắm, nãy giờ vẫn ổn. Rồi, cho nó bắn hết tên. Elite Palatina. Tên bắn thẳng, bắn chéo. Đây à, một chỗ này vây này, chặn đường của mình đây. Nó đang bắn tên đấy. Tiến tiếp vào nào. Thoải mái đi, tên bắn thẳng mình hoàn toàn không sợ. Cùng lắm chết một hai thằng là cùng. Nãy giờ chỗ này thì chết từ đầu một thằng rồi. Không tính. Đây nữa. Để nó đi. Tên bắn thẳng mình không sợ. Tên bắn cầu vồng này thì không lo. Mình biết mà bọn này nó sẽ bắn chéo. Nó không hết tên để mình bắn cho chúng nó là mình đuối. Mà đứng chờ cho nó bắn này thì lâu lắm. Thử mấy thằng xạ kỵ của nó cho anh. Trong lúc nó đang mải bắn mấy thằng lính. Chúng ta không muốn chờ nó bắn mình. Vâng, nó vẫn đang bắn. Nó bắn lính của mình. Trong cũng rổ rồi. Kìa, cái binh của nó chạy ra ngoài kìa. Không dám đâu. Nó còn ở đây. Đội quân thủ này nào, bắn tiếp đi. Gần hết tên chưa? Anh chờ mày hết tên rồi anh tiến vào. Bắn mấy con ngựa cho anh. Mấy thằng speed cứ để đấy. Cẩu với mấy con ngựa cho anh. Nó rút rồi à?
Tiến vào tí nữa. Nó giúp tôi tiến vào. Bắn mấy con ngựa chưa? Hết chưa? Hết tên chưa? Còn tên à? Lì nhỉ? Tên bắn cầu vồng mà đỡ vào cái khiên này thì thắng ở đâu? Ôi bọn này. Bọn xạ kỵ này của mình nó không phải là xạ kỵ mạnh nhất thiên về bắn, mà nó chỉ là nó lại có giáp nên là đam của nó không bằng cái bọn xạ kỵ kia. Đội này đội đặc biệt, mình có vài thằng thôi, có được hình như có 4 đội, nhưng mà bù lại giáp nó cao hơn. Kỵ binh nó sắp dạo hết rồi. Ai giờ rồi ăn no tên à? Bên này thì có lẽ là sao nào? Và cung thủ hết tên rồi. Thế cả ở đây này, con thằng này này vẫn đang bắn ầm ầm. Thế thì có thể mình sẽ cho mấy thằng lại bỏ mấy con ngựa này trước đã. Mấy con thủ chán sống à? Tướng rồi lên đây cổ vũ tinh thần anh em. Công thành của La Mã mà vội vàng có thể thương vong nặng luôn. Khoai nhỉ? Ôi, nó có nhiều tên này bắn đến bao giờ hết? Có phương án nào chứ nhỉ? Đầu tiên là xử lý đội xạ kỵ này nó trước đó. Đây, tiến thật nhanh là xử lý bọn này tiếp. Thôi không cần gắn mấy thằng cung tên hết đạn đấy làm gì. Mấy thằng cung tên hết đạn đấy mình làm gì đâu. Tiến vào. Rồi ăn đây, ăn ăn đây tên này. Thôi từ từ, bên đấy còn nhiều tên cứ để bắn. Bên này thì mọi việc có vẻ ổn hơn rồi. Cũng kiếm sang bên này giữ. Spear thì là đúng ở đây. Ngoài bên này có ngựa thì cho mấy thằng lính Spear đứng chặn. Rồi ôi đội ngựa đó chỗ này đông nhỉ. À lạc đà này. Gì?
Mấy thằng cung thủ ấy tức chết à? Đây cận chiến thì kiếm mình. Rồi kệ nó thôi. Giải quyết nhanh bọn này cho anh. Mấy nhà cung thủ láo. Chết à. Mấy con ngựa này không cần bắn bọn đấy, bắn bọn lạc đà cho anh này. Thôi bắn mấy con lạc đà cho anh. Mấy con lạc đà nó bét. Kiếm thì tiến nhanh quá nhỉ. Ô, từ từ từ. Kiếm thì từ từ đã. Tiến đến đây thôi. Giải quyết xong cái đấy rồi, sao bên này. Giết mấy con lạc đà cho anh. Cánh bên kia đã có quân rồi. Cần. Thôi tạm dừng em ơi. Để sau. Nát luôn rồi. Rồi. Tiến từ từ này. Mình nghĩ là mình cho mấy thằng Spy đứng gác ở đây là chặn là xong. Không thằng nào tiến được thêm nữa. Đây. Với đội hình Testudo, bọn này thì xong rồi. Làm chủ chính điện trước ạ. Đây rồi. Mình sẽ vòng qua đường này. Đội xã kỵ bắt đầu vào thành đi. Đánh úp cho nó từ ở đây vào. Này nó vẫn bắn tên mình là bầm. Chúng nó bắt đầu điều quân ra đây rồi à? Cái nghi binh của anh đấy. Cho mấy con ngựa rẻ ra đấy dọa nhỉ. Đứng đây. Escudo bật lên. À, nó còn mấy con ngựa này kệ á. Mấy thằng Amo ấy. Đây rồi, mấy thằng xạ kỵ ra đây. Khử bên bọn bên kia cho anh. Chuẩn bị Testudo. Ô, không dám đánh thì chạy kìa. Giải quyết nhanh chiến trường dưới đây rồi. Không biết nó bắn vào đâu nhỉ? Cứ bắn vào đây thì được. Đừng bắn vào mấy con ngựa.
bật test studio lên nào. Làm sao đội hình chưa? Đây rồi. Tên rồi, cứ tiến vào thôi, cứ từ từ anh em ạ, đánh nhau mà cứ vội vàng là thua đấy. Và đội xã thì mình sẽ giải quyết nốt cái đám cung tên này nó đó, chỉ cần giải quyết đám cung tên thôi. Khác với Tây La Mã thì Đông La Mã nó khá mạnh về các đơn vị kỵ binh và cung tên. Điểm mạnh ở Đông La Mã. Tuổi bọn cũng tên thôi. Mấy thằng kiếm này tuổi gì? Rồi, tiến lên đây. Ơ kìa. Mấy con ngựa này, giết. Lao đi. Chạy xa quá nhỉ. Ra đấy bị tháp canh nó bắn. Thôi rồi. Xong nhiệm vụ rồi. Về đây. Chấm củi đấy cho mình. Rồi. Tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Đứng đây cho anh. Mình hết tên rồi. Bắn mấy con ngựa này cho anh. Vào đây. Bắn thẳng nó mới được cái đám to. Chứ mấy con ngựa này. Ok kìa. Lén tiếp. Úi xù. Một phát lém chết gần hết. Rồi giải quyết luôn. Có thế nhá. Xong rồi. Ok kìa. Từ từ. Nó không được rút lui. Lui là bị mất quân nhiều lắm. À rồi, xong bên đi. Xung phong. Cái cổng này nữa, xung phong. Rút lui là bị mất quân lắm. Bị đánh từ úp đằng sau lưng mất quân nhiều lắm. Tướng nữa, vào luôn. Tự dưng chạy vòng ra đây. Anh chưa định đánh mà chúng mình chạy vòng ra đây. Ăn. Ăn luôn. Ăn luôn. Vào. Vào luôn. Nó bị đánh từ sau đi. Nó cũng bắt đầu bị úp từ sau lưng rồi. Mút tinh thần lên.
lập đội hình. À là cuộc chiến giữa hai bên anh em, cuộc chiến giữa những người anh em. Đây à, tinh thần của nó suy giảm. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Đông Hạ Mã bắt đầu chạy. Ui dồi ôi. Ai à, ai à, ai à, ai à, chém. Ui dồi ôi. Mày chém thế đủ chưa? Ui. Chạy hết rồi đâu. Rồi. Cái lực lượng, hai lực lượng này là quân còn nhiều nhất đúng không? Hai lực lượng này chủ yếu là đứng là thủ, bây giờ thì vào thủ phủ nó. Đến vào đây. Chắc lại đây vẫn có tháp canh à? Bắn đâu nhỉ? Bắn được. Và nó cao, quân đội của chúng nó bây giờ dồn hết về đây rồi. Ôi thành như thế này mà phòng thủ thì sướng phải biết này. Cứ chặn từng bước này một mà tiến vào thì thằng nào tiến nổi. Vào được thành của nó còn ăn còn khơi đúng không? Nếu mà đông quân phòng thủ ở đây thì sướng. Ôi. Thua lớp 1 tại có lớp 2, lớp 3. Ăn. Ai da. Quân thua, để quân thua. Ái chà, giáp của nó cũng trâu mà, nó mạnh ngang mình mà nó lại thiết lập được đội hình trước. Bay khiêng, đánh bay giáo luôn. Rồi. Mày cái tội là dám dở quẻ mày. Ồ, chúng ta chết có 180 thằng để công một thành với cái số lượng quân mà 180 thằng mình đánh nó ngẩn chết mất cái đội kia nhiều thôi. Chứ còn đúng ra thì do kích chuột nhầm là nó chạy xông thẳng vào. Chứ còn không thì có lẽ mình cũng không thương vong lắm đâu. Giờ này thì mình đâu cần chiếm cái vùng nào nữa. Đánh đâu là đốt hết trên đấy. Ha 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 ha. Tiến sai, đánh đây tiếp. Vùng này nó không đánh được bởi vì có tường thành rất cao, đúng không? Bình thành rất là cao. Hai cái tỉnh này đang bị chúng nó tàn phá à? Tàn thì anh phá luôn. Kéo sao? À, quân mình phải đóng ra, đóng ở đây đã. Khỏi cần. Hai lượt nữa thằng này chạy đến rồi. Thằng này ba lượt.
Con này 4 lượt đó. Rồi, luôn luôn có quân tiếp viện. Spy mình phải còn thằng nữa chứ nhỉ? Đấy, tăng thêm được một champion nữa mà. 4 thằng liền mà. Đây mình cũng ít quá. Mua ngay mấy champion. Bộ này không sợ, lâng cái này lên là ổn. Lương thực thì tốt rồi. Đây. À không, mua luôn đây cho nó gần. Chúng nó bạn nào đi qua đây. Hai champion. Hành động đào tạo, phí xây dựng. Tỷ lệ mệt mỏi của quân đoàn. Hành động đào tạo quân đội. Thẩm quyền học giả. Thuế xuất. Chà, mấy tỉnh này tụt dự án kinh thế. Cái cao như này cũng tụt à? Mình sắp tô hết màu bản đồ luôn. Xem này. Thực ra mình có thể hòa tạm thời hòa bình với thằng này, nhưng mà mình không thích thế. Khả năng nó sẽ đánh vào đây. Đoán thế nhưng mà rồi, cứ chờ các quân đoàn này xuống giải quyết hết. Thôi được rồi, qua lượt đã chứ nhỉ. Xem các cái chức vụ này có vấn đề gì không. Không vấn đề gì. Qua lượt. Tất cả những kẻ dám chống lại La Mã thì chỉ có một kết cục thôi. À, hay quá. Đưa quân lên đuổi hạm đội này của mình. Hải quân thì mình có bao giờ phải sợ bọn này. À, nhưng mà nó đều là hạm đội hết à? Nó chạy chạy chạy. Lực lượng này hơi mỏng. Chỗ này chúng ta có 3 hạm đội này. Sợ gì? Thế thì chứng tỏ cái quân đóng ở kia của nó không mạnh lắm. Là mày cứ cướp đi, cướp được bao nhiêu thì cứ cướp đi. Mà ngon nữa thì khôi phục được cái thằng Sassanid lên nữa thì càng tốt. Giờ này anh sẽ chơi theo phong cách của Hung Nô, đi đến đâu là đốt được đấy. Ai chà. Đúng rồi nhở, mình phải đánh chiếm các cái đảo ấy của nó chứ. Các quân ở đảo nó bắt đầu phải đưa quân đi rồi. Ái chà. Chiếm hay cướp hả cô? Nếu mày chiếm thì mày chết luôn. Đúng như mình dự đoán, chỉ dám cướp, không dám chiếm.
Học giả. Bổn phận vẫy gọi. Sát thủ không chung tay này. Đây à? Thằng này à? Treo sang đất của anh đánh nhau à? Đây à? Có cái quân là quân nổi dậy à? Ready for orders. Kệ nó. Cái tiến đã, quân của mình ở trên này còn nhiều lắm. Tiến xuống đây đã. Tiến quân xuống đã. Phá nhà của anh đúng không? Xong giờ thì chúng mày tính đi đâu? Úi xưa. Có thể nó sẽ tấn công vào mỏ sắt này. Ở đây có thằng này đứng gác đây rồi. Ở phía nam. Đây rồi. Đây rồi. Mày an ninh tốt mà nhỉ? Mày an ninh rất tốt. Quần chúng hăng hái. Trừ 150 lương thực. Rồi bỏ cái này đi. Xây mấy cái ruộng lên đây không chết đói lắm rồi. Hết thức ăn rồi. Quân đoàn ở trên này. Tiếc của quân đoàn này nó lại không có xạ kỵ. Thành của nó không đông lắm. Ái à, hải quân thì đông. Đánh thẳng vào thành của nó. Thôi từ từ ạ. Gathering supplies. Faster, damn you all. To your duties, men. Đâu rồi? Thằng này đâu rồi? Chúng bảo phải tấn công ở đây cơ mà. Ủa, trung đông đâu à? At your command. March. Đốt hết các cái thành của thằng La Mã. Sửa ruộng này. Tỉnh này như thế này mà. Thúi tiền gỡ gạc vậy chứ. Hạ bớt cái tường thành xuống rồi. Để tường thành cao tốn lương thực quá. Quân đoàn chạy đầu tiên. I am a champion of the Lord. Vào đây. 1, 2, 3, 4. At your service. Ready for orders. Tỉnh này mệt. Bring me the ledgers. I will look over them.
Tỉnh này có từ lâu lắm rồi mà giờ vẫn bất ổn này. Không lẽ xây nhà thờ ở đây nhiều hơn nhỉ? Dân chúng gặp rắc rối. Cộng 8 chị An. Mình mắc. Tỉnh này chị A tốt có thể rút bớt đi. À, tỉnh này tụt bởi vì nó có cái công nghệ rèn kiếm ở đây. Ra vậy. Chưa rút ở đây đi được. Commander. Đánh tiếp thằng Đông La Mã cho anh. Bây giờ thì mình thử đề nghị cái thằng này này. Thằng này mình chiến tranh với thằng Đông La Mã nó mừng rã mặt luôn. My friend, you honor this place with your thân với mình luôn. Nó chiến tranh luôn với thằng Đông La Mã. May quá bọn Sứ Gôn với nước Anh nó vẫn đứng về phe của mình. Đây rồi, các quân đoàn tiến đây rồi. Quân đoàn này tiến lên đây. Quân đoàn này đánh vào đây. Ở đây nó cho hai hạm đội lên rồi. Mày có 2, tao có 3. Would that I were as swift as the angels. Nghĩ ăn được anh nhá. Yes. Attack! Steady as we go! Row faster, you slug of heads! The sea beckons! Hello, cool. For the Lord, our Father! Hard on the oars, you men! Your orders? The ship cannot go there! Yes! Cho chìm xuống luôn. All hands to the oars. Hard on the oars, you men. Put your backs into it, you men. Steady as we go. Bằng cái thành này của nó ấy. Nhưng mà giết mấy thằng hải quân lâu lắm. Hải quân nó chung đánh, trời đang tuyết rơi. Long bay đâu rồi. Ready for orders. To victory. Mày chạy đi đâu? Mày cướp thành anh xong mày chạy đi đâu? March. Kill them all. Quân của nó bị thương vong nặng nhỉ. Trận này thì auto thôi. Trận nào nó hay hay thế. Quân Ly Khai này toàn đánh cù về đầu. Một thằng. Tất cả những thằng dám tuyên chiến với La Mã thì đều nhận được cái kết quả như vậy thôi.
Rồi, tiến ra đây. Giải quyết khu vực này. Britain đang đưa quân xuống. Quân nổi dậy ở đây à? Sẽ có đâu ra chui ra mấy thằng nổi dậy. Giờ này mình không bắt đệ tử nữa. Giết hết không thà. Rồi. Thống đốc à? Đây rồi. Quân đoàn của mình đã tiến sang với lực lượng rất đông. Thằng Đông La Mã quả này tự sát đi chứ còn gì nữa. Nhưng mà nó có cái đảo kia nhỉ? À đảo đấy thì khả năng sẽ là... Hay bảo mấy thằng đệ nó đánh nhỉ? Nó có 3 cái đảo ở trên Địa Trung Hải. Đảo Crest, đảo Secret. Và một cái đảo gì nữa nhỉ? Crossroads. 3 đảo trên Địa Trung Hải. Ngày nay đảo Seafood là một cái đảo Cộng hòa Ship. Nó là Ship. Tỷ lệ thắng mình cao nó à? Ờ, nó toàn đánh Speed. Đánh Speed vậy không có kỵ, có đội kỵ binh mà cùi. À, tỷ lệ cao hơn mà bị ăn đòn. Ảo tung chảo. Chắc cướp không chạy. Cướp xong chạy. Ô hô hô. Tuyệt. Ô tôi chết. Sao nó nhiều xe bắn đá này? Bọn này là bọn vào dạng tiếp viện thì nó không nhiều lắm. Chỉ có thằng này. Thằng này có 4 đội xe bắn đá, đội đầu tiên thì không. Chuyến này kỵ binh của mình phải đi đùa xe bắn đá rồi. Mà không tên nó không sợ. Xem mấy cái xe bắn đá nó đâu ạ. Xem cái hướng tiếp viện nó hướng nào mình phải đùa hướng đấy. Nói chung bộ binh của nó thì mình không sợ lắm. Nói chung thì hai bên ngang nhau thôi. Nó không có các đơn, nó có vài đơn vị cung tên xạ kỵ nhưng mà và lính quẩy đá nhưng mà cũng không ghê lắm. Vì bọn này nó không thiếu, nó không mạnh như Hung Nô. Tuyệt vời, bão cát. Chết mẹ bão cát, mình còn chả nhìn thấy gì. Mẹ còn kêu tuyệt vời, vãi trưởng. Có thể dàn quân còn lại 4. À, sẽ cho đằng sau này để chắn kỵ binh thôi, chứ có làm gì đâu. Vẫn đợi hình cũ thôi. Testudo kết hợp với pha lăng. Bọn này nó không có nhiều không có nhiều kỵ binh mạnh thì mình không cần nhất thiết phải đội hình cả hai thằng đều là Pesturo, nó sẽ hạn chế. Pesturo thì nó mạnh chống tên thôi nhưng mà cái khả năng cận chiến chống kỵ binh nó lại giảm xuống. Ngược lại Testudo pha lăng thì nó lại mạnh cái khả năng chống tên hơn.
pha lăng thì nó mạnh cái khả năng chống kỵ binh. Ổn. Mỗi một cổng, cổng trước này, hai cổng hai bên. Trận này kỵ binh của mình sẽ phải đi lùa. Mình tính các đơn vị quân đoàn nó một cái số lượng quân nó hợp lý để có thể trong trường hợp bất kể mà bạn bị tấn công theo phương án nào thì bạn cũng phải có lực lượng có thể nói là phòng bị được. Đấy, cái nói đơn giản như vậy. Nó phải có sự bảo vệ được cả, chẳng hạn như lính spy thì nó rất giỏi chống kỵ binh nhưng mà bù lại thì nó chống bộ binh rất tồi. Nó không thể bằng một lính kiếm được và nhất là không thể ăn được với lính dìu. Nhưng mà lính dìu chẳng hạn, nếu mà lính dìu thì lại chống kỵ binh ấy rất tồi, nhưng mà nó chống kỵ binh và bộ binh thì lại rất tuyệt. Ví dụ như hai đằng sau này chúng ta có thể mình nghĩ là không cần phải có hai thằng spy, bởi vì mình sẽ dựng hàng rào đây. Đó này sẽ là quân dự bị, trong trường hợp cần thiết chúng ta sẽ cho đến nó. Cặp tướng chỗ nào bị hỏng chúng ta sẽ cho vào xoay bắn đá. Bắn đạn nổ nhưng mà bắn tay chứ không bắn tự động. Đây chúng ta sẽ dựng hàng rào đây. Với việc dựng hàng rào này thì gần như là kỵ binh của nó sẽ không thể tấn công được. Trông nữa, kỵ binh nó tiến vào đây là nó bị ăn no đòn luôn. Nên là không cần phải có lính spy bảo vệ ở đây. Rồi, ok. Nào, xin mời ông em. Đây, đây. It is a noble task. Reinforcements, more for us to kill. Bạo cát. Trời ơi. Come on. Ôi chết rồi, quân tiêu viện. Quân tiêu viện nó đang vào từ hướng này. Có nghĩa là xe bắn đá nó sẽ vào từ hướng đó. Ra ngoài trước đã. Không kiểu là không vào được. Làm nào sau đầu phải đây này. Cái hướng này là có xe bắn đá này. Hai bên này thì mình không ngán lắm. Kệ nó thôi. Kỵ binh của nó đang vào ạ. Nếu nó áp sát thì mình cũng có thể cho mấy thằng kỵ binh này đi lùa. Ở đây nó có đội quẩy đá mà. Rồi, phải bắn tên tẹt đi. Kinh nhờ. Đây rồi. Giết. Nếu có cơ hội mình sẽ phòng ra đằng này, xe bắn đá nó sẽ tiến vào hướng này.
Làm gì? Ăn đi. Cổng nào bị nặng nhất? Vẫn là cổng này à? Được. Sao phải xoắn? Không ăn được đâu. Mình để bọn kiếm thì nó ra xa hơn so với bọn Steve đúng không? Nhưng mà đây là bị sốc quả đầu tiên của kỵ binh của nó. Ủa, bọn này còn chưa thèm lập Testudo. Mà lính Steve thì cũng khó ăn ở lính kiếm. Xong rồi, tên nó rồi. Cái kia mấy cái xe bắn đá nó đang vào kìa. Bây giờ phải đi làm thế nào móc lốp rồi. Để có mấy con bơm cậu đá nó quẩy nó nát. Tiến ra đây. Bổ sung lực lượng cho khu vực bên này. Cánh này ổn. Tuyệt vời. Lính Ski không chấm được lính kiếm đâu, không sợ. Rồi, ta cứ chạy ở đây. Mấy con này nó đuổi mình á. Căng quá nhỉ. Tết à? Hai cổng này cần phải bổ sung lực lượng luôn. Nó đang tiến mạnh vào cổng này. Xong rồi, cổng bên này xong rồi. Gần như không có thương vong. Cổng này cũng gần êm rồi. Chạy trong rừng đi, chạy trong rừng nó không phát hiện ra. Khử này, oai. Sao có quân tiếp viện nào đến này? Từ, mình nghĩ là không cần thiết, sao ra đây. Thêm một đơn vị kiếm là đủ khả năng phòng thủ. Ok. Thật ok. Bão cát. Không vào tầm quan sát được. Ai à? Hết rồi. Đúng rồi, cho quân đứng, đứng đây này mà. Testudo. Pha lăng. The enemy refuses to admit defeat. Their unit has rallied. Testudo. Rồi. Ok. Nó không thể vào đâu. Cổng này có tiếp viện à? Ăn được chưa? Quan sát được đội pháo nó nhá. Ôi, bị tấn công khá khá rồi. Thử
Kiểu nặng gấp nhỉ. Pan. Sử hết mấy xe bắn đá ra cho anh. Ôi, đang bắn ngược lại mình. Khỉ thật. Ôi, bắn thấm thế. Người đã giết lốt đấy. Tướng địch đã chết à? Một thằng chết. Rồi. Áp sát trước đã để nó không bắn được tên nữa. Xong. Tưởng mày thế nào? À, tất cả mọi chúng nó đều ra cổng này rồi. À, xe bắn đá trận này không làm việc à? Quay ở đây. Quay đấy. Mình không dùng. Xong. Xong rồi. Sử lốt khẩu pháo này của nó cho anh. Kỵ binh đã hoàn thành nhiệm vụ. À rồi, chúng nó dồn hết ra đây rồi. Nó ra đây đánh nhau anh em ơi. Các cổng này chúng nó hết quân rồi. Dồn ra đây thôi. Dồn ra đây, mình cũng dồn ra đây. Tướng đâu ạ? Đứng vào đây chỉ huy anh em cho nó tinh thần chiến đấu nó lên tí này. Cho nó vài phát sốc vào đây ạ. Rồi, tiến lên, tiến lên, tiến lên. Tiến lên. Ồ, tràn vào, không cần phải lập đội hình. Bút tinh thần lên nào. Sự đẹp cái thằng Đông La Mã này, lão. Rồi. Ôi, đội ngựa chạy lâu thế. Ăn. Nát rồi, nát rồi, nát rồi, nát rồi, nát rồi. Mày hả bưởi. Enemy units have returned to the battle. Scale Palatine. Rồi, rút ra. Đợt sau sẽ có 4 đội sốc. Nát rồi, quân nó lát rồi. Ski Mister đấy. Ski Mister. Nát rồi, nát rồi. Rồi, lụa. Truy sát luôn. Ôi dồi ôi, làm sao mà tiến tận ra đây rồi này. Rồi. Lùa.
Svaba. Rồi. Tướng nữa, ra đây, kiếm ăn đi. Tàn sát nó cho anh, không để nó còn quân tiếp viện, quân có thể. Tàn sát, nhanh, tội láo. Ô, chết, 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 pháo, dừng. Pháo nó nổ chết mẹ con mình rồi. Quên mất. Rồi sao, chết mất mấy đạo quân của mình. Hoa kết thúc trận đấy. Chiến thắng săn nút đấy. Thằng Đông La Mã. Úi giời. Chết tại trận. Một thằng. Thằng này chắc chạy được. 13% tốt. Rồi. À, mình cắm trại đây nhỉ? Hay thế. Mình có quân đoàn cắm trại đây. Mình đang cắm trại trên đất của nó à? Vãi thật. Đúng rồi. Mình đang cắm trại trên đất của nó mà. Thế nó không đánh cho mới là lạ. We see no profit in continuing hostility. Let us move towards peace. Không chịu à? Không chịu thì rút về mà chống đỡ với thằng Long Be đi. Suebi. Thôi mày hết đường rồi. Mùa xuân đã đến. Đồng nghĩa với việc mày sẽ chết. Thằng này bây giờ phải lo chống đỡ với bọn thằng Long Be nó tiến sang rồi. Long Be nó tiến sang rồi. Ái chà. Chạy đến đây à? Mày chạy lên quận à? Chạy lên quận à? Lên quận nhá. Hay quá. At your command. Có lẽ thằng quân đi khai thì chắc là mình không cần phải tiêu diệt nó nữa, bởi vì cứ để cho thằng này. Thằng thằng Long Be nó giải quyết được à? Manji à? Đúng rồi. Manji. Quân đoàn này rút về đây để mua thêm quân. À thôi, quân đông lắm rồi, mua thêm là cái gì này. Lần sau sẽ đánh vào Constantinople các anh. Mấy thằng này ta bảo đi đánh cái thành này không đánh à? Còn các hạm đội mình nào nhỉ? Vây chặt các cái cảng này của nó cho anh. Tỉnh này ổn, tiến tiếp. Thế này mà vẫn bị giảm à? At
your command. Tỉnh này à. Ready for battle. Let them cower like kennel dogs. Is that it? Lay siege to the settlement. Không có quân đồn trú ở đây. Chuyện easy, không phải đánh. Mình sẽ xử đẹp luôn cái thằng Shirley này. Mình cấp đất. Đến giờ này mà mình đã nói rồi. Ở tập trước rồi mình đã nói rồi. Chỉ có hai sự lựa chọn cho tất cả những phát sinh còn lại. Cúi đầu trước La Mã hoặc là sẽ trở thành kẻ thù của La Mã. Đủ ngáp. Không cần thiết. Đánh thành này à? Đến thành này thì mình khả năng phòng thủ của mình sẽ tăng tuyệt vời luôn. Tại sao mình không công luôn thành này nhỉ? Thằng này thì coi như dẹo rồi, không phải lo. Hạng đội của mình ở đây. Phong tỏa cả của nó luôn rồi. Nó có một cái hạng đội ở ngoài đấy. Đây. We cannot pass. Fleet reporting. Yes. Get the blockade set up. Put your backs into it, you men. Nó không dám tấn công ra ngoài đâu mà, hạm đội này của nó. Khi mình cho cả ba hạm đội của mình đứng đây. Và sẽ rất là vui. À ơi, nắm dìu lắm. Nắm bính dìu lắm. Besieging the settlement. We take this settlement. Tháp công thành hạ nặng, không cần thiết. Hạ nhẹ là được rồi. Hạ trung. Hai chiếc. Laying siege to the settlement. Mình rất thích cái ý tưởng tái chiến lại Constantinople. At your command. Đánh nhau tu trận đánh thắng này nhỉ? Đúng rồi, quân nó có quái đâu. Cái auto cũng được, cái quân nó không có mình đánh. Thực ra đánh tay cũng thắng được vì cái quân nó có đâu. Nó không xây Constantinople, nó không xây thành to. Nó không phát triển quân ở đây. Rồi tuyệt vời khi chúng ta chiếm được Constantinople. Ơ, Constantinople thành cấp 1. Vãi trưởng. At your command. May quá nó có cái đập nước này. Nhà lính này. Mình không cần nhà lính. Còn cái thành này nữa. Chiếm nốt cái thành này, thành to mà nhỉ. Thành to thì nó hơi đau đầu. Bây giờ quân đoàn này đã tiến tới Ai Cập. Chuẩn bị tiến sang khu vực Israel. Tiến về Jerusalem nào anh em. Ngoài tỉnh này chị An tụt đến dã man chứ. Ready, willing, and able.
trừ 7. Chưa thấm vào đâu. Tỉnh này lại bị trừ 8. Đau đầu với vấn đề trị an quá. Chơi ở độ khó huyền thoại này nó trừ public order kinh khủng thật. Xuống một lớp nữa. Lương thực bị trừ thì đau đầu lắm. Lương thực bị trừ đau đầu lắm. Ai già ông em đệ mình. Đâu nhỉ, cái quân đoàn của mình đóng tít tận đất của nó đâu nhỉ. Đây. Thành nhà nó không có quân bảo vệ. Chiếm phát á, lấy chỗ ở. Chết. Chết vết ở đây. Rồi thành này trận này easy. Auto được. Nó có mỗi mấy thằng bắn cung cùi. Lấy chỗ để ở đã. Không chết mất. Liều tật đứng giữa đất của nó. Bắt làm sư hầu à? Thôi giờ này anh chả thích bắt thằng nào sư hầu nữa. Giải tán chúng mày luôn cho nó khỏe. Tường thành thì chỉ cần tường thành cái này cứ để này cũng hay nhỉ, nó tăng lương thực. Công trình này là doanh trại à? Công trình này sang tăng trị an lại tăng tiền này. Nó là cái mã cầu là cái gì? À, tôi sửa được công trình này, chắc phải hủy đi thôi. Xây nhà thờ lên đã. Nhà thờ thuộc nhánh này. Tăng public order này. Ready for orders. Buồn. Hai quân đoàn. Thằng này mất thành, nó đi kiếm thành đi cu. Tiêu điều. Chính mình đốt chứ ai đốt. Ready for battle. Make haste, men. Your next command. Chiếm đất đi em, đây này. Em chiếm lại đất của nó đi. Kệ. Trên này thì ta thử thuyết phục cái thằng này nó làm đệ mình xem chịu nhỉ. Nó mình đang là đồng minh. My master extends the most magnificent welcome to you and your honorable people. What wisdom do you bring? Nhìn nhà hôm nay vui thật đấy, bán trận thú vị. Mình sẽ chơi tô màu bản đồ một lần cho nó vui ấy. Thực ra anh em cứ kêu là anh chơi tô màu bản đồ ấy, mà mình chả chưa bao giờ mình có ý tưởng tô màu bản đồ ấy. Hôm nay phải thử một lần như nào, màu mè cho nó đẹp xem nào. Thử tô màu bản đồ một lần. Đấy rồi. Trời ơi, các quân đoàn này đang tiến dần xuống đây rồi. We hunger for battle. À, Suebi coi như xong. Thì hai quân đoàn này tiến xuống đây nữa. Coi như xong rồi. Mình sẽ giải quyết lốt thằng Suebi. Tốn tiền quá nhỉ. Bỏ tạm quân đoàn này. 16.000 vẫn tốn tiền quá. Là nuôi một cái lực lượng quân sự hùng hậu.
Có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các cái video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.